CIA, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ và vụ bê bối tình báo nổi tiếng. Hoa Kỳ là quốc gia có hệ thống tình báo nổi tiếng dày đặc bậc nhất trên thế giới. Và khi nhắc đến hệ thống đó, người ta có thể nghĩ ngay tới một vài cái tên, trong đó có CIA, cơ quan tình báo trung ương. Được thành lập từ khá sớm, CIA đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo phản gián ở nước ngoài, góp phần cung cấp đầy đủ thông tin cho những chiến dịch quan trọng giúp Hoa Kỳ thành công trong nhiều nhiệm vụ. CIA là gì? CIA là viết tắt của cụm từ Central Intelligence Agency, dịch sang tiếng Việt nghĩa là cơ quan tình báo trung ương. Đây là một cơ quan tình báo cực kỳ quan trọng của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 26 tháng 7 năm 1947 theo đạo luật an ninh quốc gia năm 1947 do Quốc hội thông qua và Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman ký ban hành. Có tiền thân là cơ quan tình báo chiến lược OSS thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. CIA có 3 hoạt động chính, một là thu thập thông tin của chính phủ, công ty và cá thể nước ngoài, hai là phân tích dữ liệu đó cùng với các cơ quan thu thập tình báo khác của Hoa Kỳ với mục đích cung cấp các đánh giá đến các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, ba là chịu sự chỉ đạo từ Tổng thống Hoa Kỳ, thực hiện giám sát các hoạt động mật và các hoạt động chiến thuật. Biểu tượng của CIA bao gồm 3 phần mang ý nghĩa tượng trưng: đầu chim đại bàng quay sang trái, ngôi sao 16 cánh và một cái khiên. Đại bàng là linh vật quốc gia tượng trưng cho sức mạnh và sự tỉnh táo. Ngôi sao 16 cánh mang hàm ý CIA là tổ chức tìm kiếm thông tin tình báo từ khắp mọi nơi trên thế giới, ngoài biên giới Hoa Kỳ. Và những thông tin đó được quy tụ về trụ sở đầu não để phân tích, kiểm tra và phân bố đến các nhà làm luật. Ngôi sao được đặt trên cái khiên, tượng trưng cho sự phòng thủ vững chắc. Trụ sở chính của CIA nằm ở Langley, Virginia, gần thủ đô Washington. Nhân viên của cơ quan này hoạt động tại các đại sứ quán của Hoa Kỳ và nhiều địa điểm khác trên khắp thế giới. Tổ chức tình báo này có công đóng góp vô cùng to lớn với an ninh của Hoa Kỳ cũng như thế giới. Trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, mạng lưới tình báo CIA đã hoạt động khắp nơi trên thế giới. Vào thời gian đầu chiến tranh Triều Tiên, nhân viên CIA Hans Toft đã tuyên bố rằng đã huấn luyện thành công hàng ngàn người trốn chạy từ Triều Tiên thành một lực lượng du kích với các kỹ năng xâm nhập, chiến tranh du kích và cứu trợ các phi công. Năm 1952, CIA đã tung 1.500 điệp viên trong số này ra hoạt động. Trong chiến tranh Đông Dương, Mỹ coi Việt Nam là địa bàn quan trọng trong chiến lược chính trị của họ, nên bắt đầu các hoạt động can thiệp. Năm 1955, phái đoàn quân sự Mỹ tại Hà Nội do Edward Lansdale, nhân viên cao cấp của CIA chỉ huy. Dù vậy, đến năm 1985-1986, gần như toàn bộ điệp viên CIA hoạt động ở Đông Âu đều bị lộ danh tính. Việc điều tra cũng không có kết quả khả quan và bị chỉ trích dữ dội bởi dư luận. CIA và FBI, hai phong cách đối lập. Ở Mỹ, ngoài CIA ra, còn có nhiều cái tên nổi danh khác trong mạng tình báo. Thế nhưng, đối trọng với CIA thì chỉ có FBI là nổi trội nhất. CIA và FBI đều gây được ấn tượng vừa cao siêu vừa thần bí. Những người này giám sát, nghe lén, theo dõi và phát hiện đều có phản ứng nhạy bén. Hình như việc gì họ cũng có thể làm được. Công việc của họ được tiến hành bí mật. Chỉ khi kết quả được đưa ra ánh sáng thì công chúng mới biết đến tình tiết của sự việc. Đặc vụ của FBI thích phân tích cụ thể, không thích trừu tượng và tưởng tượng, theo đuổi thứ có thể đong đếm được. Đối với FBI, thước đo của thành công là bắt được người và phá được án. Ngược lại, điệp viên của CIA theo đuổi tự do, tuy có sự quản lý nhưng cũng rất ít tuân thủ. Họ tập trung vào sự phát triển linh hoạt và sự bồi dưỡng lâu dài của mối quan hệ tình báo. Thước đo của thành công là sự dự đoán chính xác các tin tức tình báo. Khi tuyển người, FBI coi trọng quy tắc, yêu cầu không có tiền án tiền sự, thông qua một loạt các loại thử nghiệm bao gồm cả trắc nghiệm bản năng, trắc nghiệm nói dối. Nhân tài đặc vụ đa số được chọn từ các cơ quan thực thi pháp luật, quân đội, các trường cao đẳng của các tiểu bang trong nước Mỹ. Còn đối với CIA, họ chỉ yêu cầu đủ 18 tuổi có bằng tốt nghiệp đại học, biết ít nhất một ngoại ngữ, không cần thiết phải qua nhiều các cuộc trắc nghiệm bản lĩnh. Chuyên gia phân tích của CIA Jim Simon nói, đặc vụ của FBI và điệp viên CIA không thích cộng tác với nhau vì họ thực sự là hai loại người khác nhau. Điều này dẫn đến những khó khăn trong giao tiếp. Chuyên gia tình báo John Parker cho rằng FBI cần phải thông qua sự chấp hành pháp luật để mà hoàn thành nhiệm vụ. CIA đôi khi lại vi phạm pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự khác biệt sứ mệnh rất lớn giữa hai cơ quan dần dần
tạo ra hai cơ chế văn hóa khác nhau. Nghệ thuật biến hình của đặc vụ CIA. Một cựu nhân viên CIA, người từng giữ vị trí trưởng bộ phận cải trang, đã hé lộ về những phương pháp thay đổi thân phận được sử dụng khi các mật vụ CIA làm nhiệm vụ. Theo bà Jonna Mendez, cựu trưởng bộ phận cải trang của Cục Tình báo Liên bang CIA, phương pháp cải trang của các đặc vụ cơ quan này không quá phức tạp, nhưng lại đạt được hiệu quả khá tốt nhờ vào sự nghiên cứu một cách tinh vi hành động và tâm lý. Với những cuộc tiếp cận ngắn để tìm kiếm thông tin, thông thường các đặc vụ sẽ dùng tốc giả hoặc tốc nối để biến mình thành người khác. Theo bà Mendez, cơn ác mộng với các đặc vụ khi gặp gỡ những đối tượng điều tra ở nơi công cộng chính là việc họ có thể bị lộ tẩy bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang tác nghiệp ở châu Âu và bạn đang gặp một đối tượng trong quán cà phê, điều bạn quan ngại nhất chính là người hàng xóm của bạn bước vào nơi này và nói "Chào Bill", trong khi danh phận lúc này của bạn không phải là Bill. Tuy nhiên, trong những trường hợp các điệp viên phải tiếp xúc lâu dài với đối tượng một cách thân thiết để khai thác thông tin, việc thay đổi kiểu tóc vẫn gặp nhiều rủi ro. Và CIA có một công cụ đặc biệt, đó chính là các mặt nạ thay đổi hình dạng giống như trên phim. Bà Mendez kể rằng, bà từng thuyết trình về dự án nghiên cứu loại mặt nạ biến hình trước cựu Tổng thống George H.W. Bush khi đang đeo chính sản phẩm này. Và ông Bush đã hoàn toàn không nhận ra người trước mặt ông đang cải trang thành người khác. Tuy nhiên, thay đổi diện mạo chỉ là một trong những bước nhỏ để tiến tới thành công. Để có thể thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, các đặc vụ cần có một chiến lược kín kẽ từ cách hành động, cách nói, phát âm, biểu cảm, câu chuyện và tính liên kết chặt chẽ không sơ hở trong từng động thái. CIA và vụ bê bối tình báo lớn nhất thế kỷ 20. Trong hơn nửa cuối thế kỷ 20, phần lớn quốc gia trên thế giới đều tin tưởng vào Crypto AG, một công ty mã hóa của Thụy Sĩ để bí mật luân chuyển thông tin tình báo thông qua các thiết bị mã hóa do công ty này cung cấp. Thế nhưng, nước Mỹ, cụ thể là CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã lợi dụng công ty này để đánh cắp thông tin liên lạc của nước ngoài một cách âm thầm và lặng lẽ trong hàng thập kỷ liền. CIA cho rằng đây là điều chính đáng và là một chiến thắng của cuộc chiến gián điệp trong công cuộc bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Trớ trêu thay, các mục tiêu của Washington lại bao gồm cả các đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả Đức, quốc gia đang hợp tác với Mỹ vào thời điểm đó. Hành động của CIA cho thấy, không có bạn bè trong thế giới gián điệp, truyền thông Hàn Quốc cho rằng vụ bê bối đã khiến người Mỹ bối rối. Crypto AG có trụ sở tại bang Zurich của Thụy Sĩ, dựa vào việc sản xuất thiết bị mã hóa cho quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Nhiều thập kỷ qua, công ty này đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp thiết bị mã hóa, bán sản phẩm cho hơn 120 quốc gia, cung cấp các kênh liên lạc cho các nhân viên tình báo, ngoại giao và quân sự ở các quốc gia này, bao gồm Iran, Pakistan, Ấn Độ, nhưng Trung Quốc và Nga không phải là khách hàng của Crypto AG. Khoảng những năm 1950, Mỹ đã thuyết phục Crypto AG giảm việc cung cấp các thiết bị mã hóa phức tạp và sẽ đền bù cho công ty này những thiệt hại về mặt tài chính. Đến thập niên 1970, CIA và NSA dường như đã kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh của công ty. Họ đã hợp tác với BND của nước Đức, cấy ghép các chương trình giả mạo vào thiết bị. Khi các quốc gia khác sử dụng thiết bị này, cơ quan tình báo của Mỹ và Đức có thể nhanh chóng phá giải mật mã của các văn kiện mật được các quốc gia gửi đi. Theo Washington Post, đây là một trong những hoạt động táo bạo nhất trong lịch sử CIA. Nhiều năm qua, Mỹ đã sở hữu một lượng lớn thông tin mật, chẳng hạn như hoạt động thông tin liên lạc giữa các cơ quan khác nhau của Iran trong cuộc khủng hoảng con tin Iran 1979-1981, hoạt động liên lạc của quân đội Argentina trong chiến tranh Falkland năm 1982. Vào những năm 1980, công ty Thụy Sĩ đã cung cấp cho NSA khoảng 40% thông tin liên lạc nước ngoài và thông tin tình báo khác. Cùng với đó, nhiều chính phủ của các nước khác cũng đồng ý bỏ ra giá cao để thu được thông tin tình báo từ Mỹ và Đức. Doanh thu khổng lồ của Crypto AG bị Mỹ và Đức phân chia, tuy nhiên quan hệ hợp tác Mỹ-Đức cũng không được tốt đẹp cho lắm. Đối với CIA, BND dường như chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, còn Đức thì ngạc nhiên khi Washington theo dõi tất cả các đối tượng, thậm chí là đồng minh thân cận của mình như Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia. Năm 1993, BND đã rút khỏi hoạt động này và đã bán cổ phần của mình tại Crypto AG cho CIA. Đức cho rằng hoạt động này có tính rủi ro cao, nhiệm vụ ưu tiên của Đức cũng có nhiều thay đổi sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Sau khi Đức rút lui, CIA tiếp tục kiểm soát Crypto AG và không ai biết khi nào Mỹ sẽ kết thúc hoạt động này. Năm 2018, tài sản Crypto AG đã được bán cho hai công ty là Saigon Security của Thụy Sĩ và Crypto International của Thụy Điển. Hiện tại, nhiều quốc gia vẫn sử dụng các sản phẩm của Crypto AG và cả CIA cùng với BND vẫn chưa đưa ra bình luận nào về báo cáo này. Những điều hiểu lầm phổ biến về CIA. Hollywood đã tạo ra những bộ phim mang tính giải trí về đời sống của các nhân viên cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Bức màn bí mật xung quanh công việc của các nhân viên tình báo trong đời thực đã làm nảy sinh các đồn đoán về họ. Và chính khoảng trống này đã được màn bạc và tiểu thuyết lấp đầy. Nhưng chính các hư cấu trong phim ảnh lại góp phần củng cố những cách nhìn nhận thiếu chính xác của nhiều người dân với tổ chức tình báo này. Thứ nhất, nhiều người cho rằng CIA theo dõi nội bộ người dân Mỹ. Thực ra, nhiệm vụ của CIA là thu thập thông tin liên quan đến tình báo đối ngoại và phản gián đối ngoại, và họ bị hạn chế thu thập tin tức nhằm vào chính công dân Mỹ. Việc thu thập chỉ được phép trong trường hợp phục vụ mục đích tình báo, chẳng hạn có lý do để tin rằng một cá nhân nào đó đang làm gián điệp hoặc thực hiện các hoạt động khủng bố quốc tế. Tùy theo kỹ thuật được sử dụng, việc thu thập thông tin như vậy có thể cần đến chế tài của Giám đốc Tình báo Quốc gia và của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Thứ hai, không phải tất cả những người làm cho CIA đều là gián điệp và đặc vụ. Từ những người hoạt động ở thực địa đến các nhà phân tích, thủ thư hay nhân viên phụ trách các vấn đề công của CIA đều được gọi chung là nhân viên CIA. Vậy điệp viên của CIA là ai? Các nhân viên nghiệp vụ của CIA tuyển các đối tượng có điều kiện tiếp cận thông tin hữu ích với Mỹ. Đây mới là các điệp viên. Những người này cung cấp thông tin mật về nước họ cho tình báo Mỹ. Thứ ba, không phải tất cả các nhân viên CIA đều được tuyển để xử lý vấn đề điệp viên. Thực tế, nhân viên CIA có nhiều loại như nhà phân tích, nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế, chuyên gia ngôn ngữ, nhà toán học, thư ký, kế toán, chuyên gia vi tính, nhân viên mục tiêu, nhà phát minh, nhà phát triển, chuyên gia bản đồ, kiến trúc sư, kỹ sư dữ liệu, nhân viên bảo vệ, người chuyên kiểm tra nói dối, nhà liên lạc, nhà thiết kế đồ họa, nhân viên quay phim, giáo viên, sử gia, v.v. Thứ tư, không phải tất cả các nhân viên CIA đều trầm lặng, bí hiểm, sống dưới vỏ bọc và nói dối về nơi họ làm việc. Một số nhân viên CIA hoạt động ngầm, nhưng không phải ai trong CIA cũng như thế. Nhiều người có công việc tương tự như công việc hành chính 8 tiếng mỗi ngày ở các nơi khác. Họ vẫn tham gia thể thao, xem phim, đi nhà hàng, đi chơi với bạn bè hay làm công tác tình nguyện như người bình thường. Thứ năm, không phải ai làm cho CIA cũng sẽ nổi tiếng và được công nhận. Nhân viên CIA có một bộ quy tắc nghề nghiệp, trong đó họ được yêu cầu đặt đất nước và cơ quan lên trên đơn vị và đặt nhiệm vụ lên trên bản thân. Họ có trách nhiệm bảo vệ nguồn tin và các phương pháp hoạt động cho đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!